Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một cặp Omega khá là đẹp, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu đen. Hai chiếc này, chiếc màu đen mình bán với giá là 70 triệu, chiếc màu đỏ mình bán với giá là 80 triệu. Cả hai đều ở trong cái tình trạng full book, còn rất là đẹp. Những chiếc Omega như thế này thì anh em biết rồi, nó có khả năng chống tù rất là cao, công nghệ Kawashi. Đây là một chiếc Olympic. Chiếc này size khoảng 42, tuy nhiên thì cái càng của nó anh em có thể thấy là nó rất là ngắn, cho nên là đeo nó khá là ôm tay, nó phù hợp với đôi những anh em tay 17, 17,5 đổ lên, nó đeo rất là đẹp. Cái màu đen của nó rất là sang trọng. Khi mà anh em nhìn ở trên video như thế này và nhìn ở ngoài thì anh em có một cái cảm nhận, đó là cái mặt số của nó là nó sẽ dạng như kiểu sơn mài sần, nó rất là đẹp, kim cọc rất là nổi. Đặc biệt là các cái mũi tên, kim cọc mũi tên của nó, anh em có thể nhìn thấy kim giờ và kim phút của nó, mũi tên rất là đẹp. Các cọc dạ quang từ 1 đến 12 điểm ở kim giờ và kim phút. Đây là một trong những dòng chronograph mà khá là phức tạp mà của Omega. Anh em có thể thấy khi mà mình vừa bấm cái nút chronograph mà nó trở về nấc 12 giờ thì lập tức ba cái kim này nó sẽ trở lại vị trí cũ, bởi vì bản chất của những chiếc chronograph thì nó gần như kiểu là nó dành cho thể thao, ví dụ như chúng ta có thể dành để chạy này, để bơi này, dùng các yếu tố đo thể thao. Về cơ bản thì anh em có thể nhìn thấy là cái dáng của nó rất là đẹp, ôm tay, một cái điểm nó rất là đặc trưng của cái Omega, đó là những cái dáng như thế này, nó khá là giống với những chiếc Aquaterra. Niềng đen. Bề mặt cạnh của nó thường, của Omega nó thường là phay xước rất là đẹp. Chiếc này chịu nước được 100m. Khóa của nó là khóa zin và là khóa gấp, nó rất là tiện dụng và sang trọng. Tình trạng nó còn rất là đẹp. Cái ô bên ngoài cùng bên này nó là kim dây, biểu thị cái kim dây của chiếc chronograph này. Anh em có thể nhìn thấy là cái chất liệu của nó và cái độ hoàn thiện nó rất là cao. Đối với Omega thì chúng ta không thể phủ nhận được là những cái trong cái tầm giá mà loanh quanh 70 đến 80 triệu như thế này, thì đặc biệt những chiếc mình giới thiệu cùng anh em cùng với lại những chiếc Aquaterra thì thực sự nó rất là đáng chơi, nhẹ nhàng thanh lịch. Đặc biệt là nó có những hệ thống Kawashi rất là cao cấp, chống tử, chống nhiễm tử. Đây anh em có nhìn thấy Kawashi chuyện mộc rất là đầy đủ. Và những chiếc như này thì nó là chuẩn chronometer, cái đáy nó rất là đẹp, một chiếc đáy Olympic rất là đẹp. Khác biệt một chút đối với lại những cái dòng về những chiếc mặt đen như này thì những chiếc Omega mặt đỏ, chiếc này thì hệ thống máy của nó phức tạp hơn một chút so với lại những chiếc màu đen. Mỗi chiếc nó có một cái đẹp riêng. Với cá nhân mình thì mình thích màu đen hơn, nên là mình khá là ưng cái mẫu trước. Chiếc này cũng tình trạng như thế, full book, khóa zin, nó rất là đẹp, đáy lộ. Hình ảnh chi tiết thì anh em inbox trong Zalo 0978333689, mình sẽ gửi cho anh em những cái hình ảnh mới nhất. Chiếc này cũng đạt chuẩn 100m chịu nước, và nó là một trong những dòng equipment. Đây là logo biểu tượng Omega, cái thiết kế của nó rất là tinh tế. Đối với những chiếc như thế này thì anh em có thể nhìn thấy cái độ sắc nét của nó, nó bắt sáng rất là tốt, mặt số của nó cũng được thiết kế rất là đẹp,
và đặc biệt là cái oleic của nó khá đặc trưng. Hiển thị bao oleic ngày hôm trước là ngày mùng 5 chẳng hạn, là ngày hôm nay là ngày mùng 6 và ngày sau nữa sẽ là ngày mùng 7. Nhưng trước như này thì nó cũng là các cái dòng về kim thể thao. Đây là kim dây này, kim dây anh em có thể nhìn thấy này, bên góc bên trái này, này là kim phút này đó. Tình trạng rất là đẹp và mượt mà. Đối với hai chiếc Omega này, đối với anh em mà tay to béo một chút thì đeo nó sẽ rất là đẹp. Những chiếc như này thì phối đồ mặc vest mà sơ mi nó cũng rất là dễ. Tất cả còn đều rất là cứng cáp và đẹp. Xin cảm ơn anh em.